Vâng, chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông. Trong khi đi chợ, tôi có ghé vào thăm gian hàng của chị Đỗ Vững. Đây là một số những tác phẩm trong cuốn video này Đỗ xin đề cập đến. Đầu tiên nhất phải nói là một cây mộc hương. Đường kính gốc rất lớn rồi. Đấy. Thoát thân được khoảng độ 60 cm. Cái mộc này đường kính gốc bao nhiêu em ơi? Cái mộc đường kính 25, cao 5 m. Đường kính gốc 25 này, cao từ mặt đế lên 5 m này. Với cái giá báo thế nào em? 70 triệu à? Vâng. Ok. Đẹp long lanh. Và đây là cây lộc vừng. Cây lục vừng này giá bao nhiêu em ơi? Cây lục vừng là siêu hoa quanh năm anh ạ. Già được khoảng 50 tuổi rồi. Em bán là 12 triệu. 12 triệu. Quanh năm có hoa, không một lúc nào không có hoa. Đúng rồi. Đây cái bây giờ đang mùa đông mà còn như thế này. Cái ruồi đây là cái ruồi này này. Em mới hái lá thì để lên lộc chơi Tết đấy. Ừ. Đây này anh quay cho em cái ruồi đẹp đây này. Mới mang lên. À. Hôm nay em bán được nhiều mà. Cái chuối này được đấy nhỉ, nhìn chân nó quái gì. Quái gì? Cái này thì bao nhiêu em? Cái này em bán 4 triệu. 4 triệu cái này à? Đây em nhả. Thôi được rồi, không cần đâu, em tránh ra đi, em tránh ra đi. Nó có khuất đâu mà, được rồi, 4 triệu cái chuối này. Đây quay cả cái này có 2 triệu rưỡi. Nghệ thuật đặc biệt. Đâu, cây nào 2 triệu rưỡi? Đây, cái dáng lão mai kìa. À, cái này. Chính bông tầm. Hai triệu rưỡi cái này. Sung này siêu quả mà em chỉ bán có, nếu nói chuẩn giá chỉ có 7 triệu đồng. 7 triệu. Đây anh đi vào đây. Siêu quả luôn, lắm quả lắm. Quanh năm. Em mới mang.
đấy, cái này nào đây bê lên chứ. Anh cứ đặt tôi 200 anh đi, để em may mắn. Mà đưa 500 được, tôi có người bên xem. Bán rất dễ, thảo tính. Cây tùng á? Cây tùng với cây này có 2 triệu rưỡi. Cây nào? Cái chuối đấy. À, cái chuối này. Cái chuối đẹp như này, văn nhân này. Với một cây tùng. Với một cây tùng ngoài chỗ lúc nãy. Đấy, đẹp thế mà có vậy, có 2 triệu rưỡi vậy. Bán rất rẻ. Để bê cái này ra. Chú cứ về tí thì nhờ người cứ quản bê. Vâng, vâng, vâng. 2 triệu rưỡi cây tùng và cây chuối. Một cây tùng. Một cây chuối. Một cây chuối dáng đẹp. Cao khoảng chuối thì cao 1m2 mà tùng thì cao 1m5. Thân to đường kính. Cây tùng đặt ở phía ven đường cũng vậy, nó xem ấy rồi. Ôi trời ơi. Ôi cái khế thì sai quả quá nhỉ. Hôm nọ thằng ấy nó lấy cái khế kia rồi gì? Thằng ấy nó lấy cái khế. Thằng ấy nó thao thao bất tuyệt anh. 5.8 à? 5.8 nó thao thao bất tuyệt, nó cậu cái đôn của em này. Xong nó lại còn xin hớt của em, nó mất cái chậu nó hai, đâm em trả có lại. Thì bán thằng ấy tinh. Như cái khế anh đang quay đây giá bao nhiêu ạ? Cái khế này là em bán 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi? Rồi. Còn cái khế ngoài kia lại đẹp có 2 triệu rưỡi. Em cứ mua được rẻ bán rẻ. Rồi. Thì mình... Cái khế này là cái khế gân. Đây mới mang lên. Đấy cái khế gân đây mà anh. Đây gì? Chỗ này cái khế gân mới mang. Đây gì? Cây này gì? Đây em bán 10 triệu. Cây này bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu à? Vâng, và đây là cây khế được báo giá có 2 triệu rưỡi. Quả to thế này kìa, úi dồi, quả to thế. Úi dồi, rất sai mà quả to. À, 2.5 triệu cây khế này. Và nói về cây khế gân, chúng ta có một cây tầm nhỏ một người bê được đấy, để trên cái chậu Đồng Nai rồi. Ví dụ như cây nhỏ này bao nhiêu em? Cây này em bán là... Mấy? 5 triệu rưỡi cây khế nhỏ này á? Ừ. Cây nghệ thuật. Anh không quay hai cây tùng này. Đi, bây giờ đến. Quay thì em phải đứng em báo giá thì anh mới quay. Đây à? Cây tùng này gì? Cây tùng có 2 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu một cây à? Đây nữa. Đây là tùng nàng. Đây cây này là 2 triệu. 2 triệu một cây này. Cây này rẻ thế nhỉ? Rẻ thế, cây này 500. Em bán cho thế. Gốc có tí này. Gốc to. Đẹp nè. Kia mặc cả với anh kia. Anh áo kẻ đấy. Có cây này. Không, có mỗi có một cây tùng này thôi. Cây trong này kia, một cái rúi. Trong kia cây rúi thấp này nữa thôi. Cõng ra xe cho lão. Đây cái tùng có triệu. Đấy vừa bán. Em nó cộng có 200 lại. Vâng. Cây này 1.5 triệu. À. Ồ hay nhỉ. Bán còn đẹp.
Được rồi. Bán cái thi lại. Còn cây này thì 2 triệu. Và cây này lại có 500. Đấy, cây này có 500. Thế em chỉ cộng 50 với 100 mà. Ngày có thể bán 3, 4, 50 cây. Vâng. Đây sao lại quay trà. Đấy, mấy cái lục vườn đẹp mới màu ấy. Vâng, đây có một số cây trà bạch này. Ví dụ như cây trà bạch đang quay đây giá bao nhiêu? Cây trà bạch là trà bạch nó đắt anh, mà thân một của em là em bán rẻ nhất là 6 triệu. 6 triệu, em có cây nào trà cổ? Cổ đây, bạch cổ Nam Định em mới gốc mang. Gốc to nữa cơ. To nữa đắt 3-40 triệu. Ừ. Không dám mà. Như cây này là 6 triệu à? 6 triệu có 3 cây, 2 cây trồng to lắm. Cây này thì đường kính được bao nhiêu? Cây này thì nhỏ. Cây đường kính 6 phân. 6 phân. Mọc như thế nó phải bao năm rồi đấy. Móng to bên này bên kia 1,5 m. Rồi. Trà bạch đắt nhất trong các loại trà. Còn cây trà như này là có 100 cây, như này là có 200 cây trà cây, bạch. Cây giống. À. Thế còn cây mộc này giá bao nhiêu? Cây mộc em bán 7 triệu, thân mộc bóc mẹ 1,3 m. Ừ. Đúng Nam Định bên trên làm như lọng sen. Hoa thơm mọc ra. Được. Ở đây gì ai có loại này thì em bảo hành mộc ta Nam Định. Còn những cây chè, cây hoa trà bé này có cây 200. Cây bé này có 200 đẹp rồi, lòng lên. Đây vậy. Đây là trà thơm hồng bát điện. Tám nhị tám cánh. 200 bạc. Bán có tí là anh bán. Anh biết là một cây trà cao hết 7 như này. Đường kính gốc 7, 8 phân mà bán có 6 triệu một trà bạch cổ. Ừ. Em định ở nơi không, em không buồn trà nước vẩn. Đâu lâu hả em xanh? Đâu có trà nước vẩn tiền. Không nào chứ mua gì. Vào bê cái dưới ra trước đi. Vào bê cái dưới ra trước. Cho ông ấy chở cho xong đi. Cái này yên rồi. Và còn các loại lan nữa. Cũng rất là rẻ. Khoảng 6-70 nghìn một giò thôi. 50 nghìn. 50, 60, 70. Và 5 chủng loại. Cứ bán nhiều cây góp lại. Nãy tôi tìm cây trà cổ nó phải to hơn thế này. Có một anh bạn anh nhờ mua hộ. Nhiều tiền thì nhiều tiền, nhưng mà phải có cái bóng cây nó phải lớn thì cái gốc. Ủa, này. Cái bóng lớn này cái yên chí bên này sang bên kia 2,5 m. Ừ. Đường được. Kính gốc 15. À đấy, được rồi đấy. 15 là à chưa được 50 nhỉ. Ông ơi, muốn đặt đường kính gốc là phải từ 50 trở lên. Đường kính gốc 15 là gần 50 đấy anh ạ. À. 45 mà có 45. Ông bảo phải từ 50 trở lên. Kiếm được cho một cây. Ở thế này em lại lai like về rồi nè. Phải ra lọc cho ta chụp cái máy, nhưng nó chưa nó lọc còn ít kìa. Không thì phải có 10.000. Không phải, nó phải có linh đồng nó mới dễ bán. Không chỉ mong vậy. Mà ta ít cầm lắm. 1,8 m. Anh quay nó, họ đang lên xe này, nó mới đẹp này. Cả 2 cây mà có 2 triệu. Vâng, cây tùng này là với cây dưới này là tổng số có 2 triệu rưỡi thôi. Đấy. Và khách hàng đã thuê anh xe ôm, xe lai để đưa về nhà. Vậy là cây dưới này 500 à? Và cây tùng 200. Về chùa thầy mà. Đúng không anh?
rẻ, nói chung là thế này là rẻ đấy. Thế đẹp vậy mà có 2 triệu rưỡi bạc. 2 triệu, 2 triệu cây tùng, 500 cây chuối. Không, cây chuối với cây này là 2 cây, không 2 triệu rưỡi. Mà đẹp mày nó. Thì 2 triệu rưỡi còn gì nữa. Vâng, đúng dáng tổng. Thì cây tùng cho là 2 triệu đi. Có tí tiền không? Vâng, cây chuối là 500. Cây chuối này nó phải đăng 800, cây tùng này chỉ độ 1 triệu 7 thôi. Rồi, ok. Mặt, mặt phải thì nó đây. Chính thế còn nó là mặt phải đây. Rồi. Đúng cây tùng, đúng dáng tùng mà bán quá rẻ thì lãi 200 bạc. Đi vào cái gì xe. Rồi, và đây là thời gian mà đã là 11:30 rồi. Nói chung là phiên chợ cũng đã tan dần. Vâng, tiếp đến cũng hàng vườn của chị Đỗ Vững còn có một cái một số những cây mộc nữa, tôi giới thiệu tiếp luôn này. Đường kính gốc 25, vậy là vanh 75 và thoát thân lên được 1 mét, 8 cao 5 mét, đẫy đà, tán rất đẹp nhỉ. Với giá báo bao nhiêu? 7 triệu ạ, vỏ trắng đúng như muối. 70 triệu. Nhiều loại cây đúng chỗ đấy. Rồi. Lá roi đẹp. Lá nhỏ như lá nằm. Khuyến mại 100%. Từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12. Kính mời quý khách đến với Bia Hải Xôm. Bia Hải Xôm khuyến mại. Cao 3 mét. Vâng, như cây hoa giấy này có 500 ngàn này. Và qua số điện thoại của chị Đỗ Vững ở trên màn hình để các bạn chúng ta cùng nhau giao lưu. Hình như vẫn còn ôm cái viên đá sao vậy? Đấy, cái hòn đá nó kẹt vào từ ngày còn vâng, cây này có 3 triệu ạ. Vâng, đẹp long lanh. Vâng, cây chuối thân rất quái, kẹp viên đá vào đây. 3 triệu. Đơn này em bán 3 triệu mà đường kinh gốc 10. Ừ. Thế có mấy cái cây si đỏ này giá bao nhiêu một cây nhỉ? Mấy trăm nhỉ? Cây si đỏ 400. 400, cứ 400 một cây này. Cũng dễ chịu nhỉ. Cây hoa giấy này 700. Cây hoa giấy này 700. Rồi, và đến đây Đô Sinh cũng xin kết thúc. Thời tiết nắng rất là khô hanh và nắng rát. Phiên chợ cũng đã cuối tầm. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe. Chia tay với chợ Vạn Phúc, Hà Đông.